Xin chào quý vị và các bạn. 8 cuối tuần số 212 kỳ này, bác sĩ Lan Hải sẽ dành để chia sẻ với quý vị và các bạn về một chủ đề khá là quen thuộc là lẳng lơ và quyến rũ. Tại sao Lan Hải lại chọn chủ đề này? Là bởi vì trong bao nhiêu năm ngồi trên ghế nóng để tư vấn cho các cặp tình yêu, hôn nhân, gia đình thì Lan Hải đã thấy có khá nhiều người đã bị nhầm lẫn giữa hai khái niệm này và dẫn đến những nỗi buồn khôn tả. Lý do là bởi vì khi mà có một người vợ trẻ đã ở trong phòng riêng của mình, đã nũng nịu với chồng, âu yếm chồng và thậm chí cũng có những cái thái độ và có những cái ánh mắt, bờ môi rất là nũng nịu, thì chẳng may ngay lập tức người chồng đã cau mặt lại và gay gắt nói rằng là đồ lẳng lơ. Thậm chí có những người còn rất nặng lời khi nói rằng là nhìn quá là đĩ thoã. Vâng, thì cô ấy rất đau khổ, và từ đấy trở đi thì chừa hẳn tất cả những cái động thái nào đó để mà có thể dẫn đến cái tình trạng khiến cho chồng hiểu nhầm về cái tư cách của mình. Hoặc cũng có những người con gái họ cũng cảm thấy bối rối khi mà thấy rằng là dường như là mình quá khô khan, tẻ nhạt và không có được một cái mảy may sức hút nào đối với người khác. Người khác ấy, chứ không chỉ là người khác giới nữa cơ. Vâng, vì thế thì có một cái điểm rất là chung giữa cái tính lẳng lơ và cái sự quyến rũ, là cái điểm chung nhất ấy chính là cái việc mà dù là trước mắt hay lâu dài là người ta có cái ý là ngầm chinh phục đối phương. Và để cái mục đích gì thì mọi người cũng đã hiểu rồi đấy. Và cái điểm khác biệt rất lớn giữa lẳng lơ và quyến rũ là lẳng lơ là cái chỗ mà nó rất thiếu vắng cái lòng tự trọng cũng như là tình yêu. Còn quyến rũ thực sự là một cái câu hỏi rất là thú vị, rất là hấp dẫn của cảm xúc, của tâm hồn. Và thường thì những người đàn ông có giá trị thì họ không thích thú gì với cái sự lẳng lơ mà họ tìm kiếm sự quyến rũ. Cũng có những người đàn ông có giá trị, họ cũng sẽ tìm đến sự lẳng lơ chứ. Thế nhưng mà họ chỉ là niềm vui trong chốc lát, hoặc là thậm chí là lợi dụng nữa, chứ chưa hề có cái ý định kết tri âm tri kỷ hay thậm chí là dẫn đến một cái kết tốt đẹp như là tìm kiếm vợ chẳng hạn. Lan Hải lại nhớ đến câu thơ của nhà thơ đã quá cố Phạm Tiến Duật. Ông viết: cũng như em, những bông hoa không hỏi, những bông hoa chỉ nở trả lời có yêu không, hoa không hề hỏi thế, hoa chỉ rực rỡ cười và lặng lẽ tươi. Cũng như hoa, cũng như em, những bông hoa không hỏi, chỉ như trêu như ghẹo thế thôi, sự có mặt đã là câu hỏi lớn, hoa như em để dạo rực bao người. Vâng, người phụ nữ thì họ có thể là quyến rũ, cũng có thể là ai đó bị rơi vào tình trạng lẳng lơ, và cũng có thể là chúng ta nằm ở đâu đó giữa trung dung giữa hai cái thái cực này, chứ không nhất thiết phải là một trong hai, phải không ạ? Như thế nào gọi là lẳng lơ? Thì một cô gái, một phụ nữ được gọi là lẳng, họ sẽ thu hút được nhiều chàng trai, nhiều người đàn ông theo đuổi họ. Và quý vị biết đấy, ở đâu có mật ngọt thì ở đấy sẽ có ong bướm, có khi có cả ruồi muỗi nữa ấy chứ. Nó thuộc về cái bản năng hấp dẫn giới tính. Và những chàng trai, những người đàn ông theo đuổi những cô gái như vậy thì đa phần cũng chỉ nhằm mục đích duy nhất mà không nói ra thì ai cũng biết rồi đấy. Người đàn bà lẳng lơ chỉ khêu gọi được cái ham muốn bản năng và nhất thời ở nam giới. Một người đàn ông có thể muốn gần gũi và lợi dụng họ, nhưng mà họ lại không muốn đặt một mối quan hệ bền chắc, sâu sắc và lâu dài. Và tán tỉnh theo tôi thì bây giờ không còn là đặc quyền của phái mạnh nữa. Người phụ nữ thông minh hiện đại thì họ có không làm, họ có thể là họ sẽ khôn ngoan là không làm theo những cái cách thức mà không được đánh giá cao và có phần phản tác dụng với chính họ. Cho nên là càng ngày thì những người phụ nữ rất là mạnh mẽ, rất là thông minh của chúng ta, họ càng
đi sâu vào mài giũa cái nâng cao cái phần quyến rũ của mình, chứ họ không dại gì đi vào cái sự lẳng lơ. Thế còn như thế nào là sự quyến rũ? Sẽ là một cái nỗi rất buồn, thậm chí là cô đơn, nếu một con người mà tẻ nhạt, khô khan và làm cho mọi người cảm thấy khó gần. Trong thế giới văn minh thì cái sức hấp dẫn, hay nói rõ hơn là cái sức quyến rũ, được coi như một giá trị không thể thiếu với một người phụ nữ hiện đại. Đó đồng thời cũng là một nghệ thuật đòi hỏi cái sự trau dồi, chứ không phải là sẵn có đâu ạ. Cái thời phong kiến thì ngay cả các cụ cũng không khó tính lắm, không khắt khe lắm với những cái sự trêu đùa của những người khác phái dành cho những cô gái xuân thì, hay là những người phụ nữ mặn mà trong những đêm hội làng, hoặc là trong những buổi đi cấy, hoặc là những cái buổi chợ ban trưa, buổi chợ chiều nữa chứ. Các cụ có câu là làm hoa cho người ta hái, làm gái cho người ta trêu. Ngụ ý là khuyên cái người con gái không nên phản ứng thái quá với những cái trò đùa tinh nghịch của các chàng trai. Thậm chí nếu mà những cô gái thấy ai hơi có ý đùa một tí đã nghiêm sắc mặt lại, hoặc là tỏ vẻ khó chịu, thậm chí lại tỏ ra xem thường hoặc là khinh bỉ ấy, thì cũng rất dễ trở thành cái người mà khó tính, chẳng ai muốn gần, mà thậm chí còn gây thù chuốc oán nữa chứ. Vậy thì thưa quý vị, cái ranh giới giữa lẳng lơ và quyến rũ thì như thế nào? Thì phải nói là cái nói ngay rằng là lẳng lơ và quyến rũ nó có một cái khoảng cách khá xa. Khi trở thành thiếu nữ thì người con gái nào cũng nhận rõ và biết làm thế nào để nổi bật lên những cái nét đẹp ở trên gương mặt của mình, trên cơ thể của mình, tạo nên cái sự cuốn hút cho người khác. Cô có thể nhìn mình trong gương hay trong mắt của người khác và biết được cái phản ứng, cái sức hấp dẫn của mình như thế nào. Vâng, có rất là nhiều người họ không khen bằng lời, họ chỉ khen bằng mắt thôi. Tức là khi mà nhìn thấy một cái gì đáng yêu hay là thu hút ấy, thì người ta có thể không rời mắt, hoặc là cứ lâu lâu lại phải nhìn lại một cái, và trong cái ánh mắt thì nó cứ ngời lên cái sự thu hút ấy. Nhưng mà nếu cô gái nào quá nhấn mạnh, quá cường điệu các cái yếu tố này, lại còn kèm theo đấy là cái sự thiếu kiểm chế trong cái sự tiếp xúc với người khác, bao gồm cả người cùng phái lẫn người khác phái, như là ăn mặc quá hở hang, đi đứng thì uốn éo, hoặc là ăn nói có cái chiều ra vẻ như là lả lơi ấy, thì đấy là lúc đã vượt qua cái giới hạn của sự quyến rũ mà trở thành một cái sự lẳng lơ mất rồi. Mặt khác, cái sự quyến rũ nó không chỉ nằm ở hấp dẫn của hình thể đâu, mà nó còn nằm ở sâu bên trong cơ. Ở trong xã hội Á Đông của chúng ta thì mỗi một độ tuổi, mỗi một giai đoạn trong kiếp người thì dư luận xã hội lại đóng thêm những cái khung quan niệm lên người phụ nữ. Những cái quan niệm này khiến họ rất khó có thể sống một cách tự do, một cách phóng khoáng, một cách thoải mái như là họ thầm ao ước. Và đấy chính là cái lý do mà có cái câu nói rằng là sự sàm sỡ của phái mạnh chẳng bao giờ xảy ra nếu không có những dấu hiệu khuyến khích của phái yếu. Tất nhiên đây là đang nhận xét một cái xã hội mà cái rường cột, những cái chuẩn mực về đạo đức nó chưa bị phá vỡ bởi những sự cướp tình hay là sự quấy rối hoặc là tấn công tình dục, bất kể cái điều kiện hay là những sự cho phép hay là sự đồng ý của đối phương. Vâng, đây đang nói những cái mối quan hệ rất là xã giao, thông thường giữa con người với con người. Phụ nữ cần phải biết rằng là cái thái độ của đàn ông đối với họ thế nào tùy thuộc vào cái cách ăn mặc, nói năng của họ. Nếu như họ ăn mặc như là không mặc gì hoặc là quá khêu gợi thì có khác nào họ đang phát ra một cái tín hiệu là em nè, em rất là muốn được vây vãn nè, em đang thả thính, thính thơm lắm, hoặc là còn thậm chí còn còn định sẵn sàng đánh bả nữa chứ. Vâng, thì cái sự quyến rũ nó đi nhiều hơn về cái thế giới, cái thế giới mà trong đó nó gợi lên cái cảm xúc, cái tình yêu, và đặc biệt nó có cái giá trị là sự tự trọng. Vâng, thì đấy là cái sự khác biệt rất là quan trọng
giữa lẳng lơ và quyến rũ. Lẳng lơ nó khơi dậy cái sự thu hút về mặt giới tính nhưng ở mức độ thấp nhất, tức là khơi gợi những cái sự khao khát khác về bản năng, nó muốn tìm kiếm cái sự nóng bừng lên của những cái nhu cầu sinh lý, và thậm chí người ta nghĩ ngay đến cái giường hay là những sự đụng chạm. Còn quyến rũ thì khác, nó như là một cái bài toán đố khiến người ta phải tò mò, người ta phải tìm hiểu, người ta thấy có một cái sự bí ẩn, hay người ta thấy có cái nhu cầu để còn gặp lại, hay là nhu cầu để nâng cao hơn nữa, nhu cầu kết nối hơn nữa với cái người phụ nữ này. Và cái người đàn ông họ cũng rất là khó hiểu quý vị ạ, bởi vì là nó có một cái nghịch lý, nó nảy sinh khá nhiều bi kịch trong tình yêu và gia đình, là không ít những chàng trai rất là say mê và tìm kiếm và theo đuổi chinh phục để nhận được cái gật đầu của một cô gái đẹp, một cô gái hấp dẫn, và đưa nàng về dinh. Nhưng mà khi mà đã kết hôn được với một người phụ nữ có nhan sắc mặn mà và có sự thu hút về mặt giới tính như thế, nhưng mà suốt đời anh ấy lại khốn khổ về ghen tuông, về nghi kỵ, đó cũng là một cái điều mâu thuẫn ở đàn ông. Bởi vì là để có được tình yêu thì họ thường nhắm đến những cái cô gái lẳng lơ, bởi vì người như thế thì có thể dễ cưa đổ hơn. Nhưng mà khi mà đã lấy làm vợ rồi ấy, thì họ lại thích một người vợ phải đứng đắn đoan trang, bởi có thế thì họ mới có thể yên tâm, không bị cắm sừng, không bị là chúa tể của những chiếc vỏ ăn ốc đổ vỏ ấy. Thế thì đấy, vô lý không? Lúc yêu thì muốn đạt được mục tiêu dễ, nhưng mà lúc cưới rồi thì muốn hàng chất lượng cao, thế thì khó quá phải không quý vị? Vậy thì đấy là cái lý do mà các cụ lại dặn thêm, các cụ này, các cụ châu Âu dặn thêm là người phụ nữ phải đoan chính trong phòng khách và hư hỏng trong phòng ngủ. Điều này có đúng không và cụ thể là ra sao? Thì đây chính là cái nghịch lý mà người đàn ông họ muốn cho người phụ nữ mình của mình diễn rất là nhiều vai. Thì tôi nghĩ rằng một người phụ nữ quyến rũ có nghĩa là họ vừa có lòng tự trọng, họ vừa có những cái nghệ thuật cũng như là cái sự trau dồi về cái sự hấp dẫn giới tính của mình, không chỉ là hình thể mà còn rất rất nhiều thứ khác, thì họ có thể diễn được trọn vẹn cái vai này. Và hơn thế nữa, còn một người phụ đàn bà lẳng lơ thì khó đấy, bởi vì chính vì cái nhu cầu thấp cũng như là cách diễn tả cái sức hút mà giới tính thiên về bản năng, khơi gợi cái bản năng, kích thích cái bản năng của họ với người khác phái, thì đã không đưa họ đến cái tầm để họ có thể trở thành cái người phụ nữ như là chồng mình mong ước, là một người nữ hoàng khi ra ngoài đường, là một người bà chủ rất là lịch lãm ở trong phòng khách, là một bà nấu bếp rất là giỏi, tài ba, và cũng đồng thời là như là một cô gái làng chơi ở trên giường. Vâng, thì tôi nghĩ là một người đàn bà lẳng lơ khéo họ chỉ diễn đúng một vai đấy, và tất cả những cái hoàn cảnh, những đối tượng, những cái môi trường đấy chắc chết mất. Vâng, thì làm thế nào để mà một người có thể quyến rũ mà không lẳng lơ, để không bị đàn ông quấy rối, lả lơi, chọc ghẹo, và cũng không bị phụ nữ đố kỵ, ném đá, và không mất lòng những người đạo đức, và cũng không làm tấm gương xấu cho những cô gái trẻ, những em bé tuổi vị thanh niên. Thế cho nên thú thực là làm thế nào để có được cái vẻ quyến rũ mà vẫn đoan trang là cái điều mà không hề dễ. Trước khi đi vào cái bài chia sẻ này, Lan Hải cũng cố công sưu tầm tài liệu, suy nghĩ, hỏi những người đàn bà đẹp, hỏi những người phụ nữ thành đạt, hỏi những người là nàng thơ, không chỉ của người đàn ông của mình mà của rất nhiều người. Thì tôi nhận được câu trả lời là làm sao có thể kết hợp được hai cái thái cực gần như đối lập nhau trong cùng một con người, quyến rũ mà vẫn đoan trang. Nhưng mà đấy là mức ước mơ của hầu hết mọi người đàn ông. Ai cũng muốn có một người phụ nữ khiến cho mọi người khát thèm, nhưng lại muốn người đấy chỉ là cùng một mình thôi. Và vì thế thì thưa quý vị, cái điều mà Hải rút ra được ở đây là cái vẻ đẹp của người phụ nữ nó không chỉ nằm ở nhan sắc mặn mà lúc xuân thì nó rực rỡ, nhưng mà nó cũng khá là chóng qua. Mà cái
cái vẻ đẹp của người phụ nữ nó còn phải toát ra từ cái thần thái và những cái trải nghiệm thăng trầm của kiếp nhân sinh ở trong nội tâm của họ. Nhan sắc của người phụ nữ nó như cánh hoa ấy, nó mong manh, dẫu đẹp nhưng mà có cái mùa của nó, chưa nói là sớm nở tối tàn nữa cơ. Còn phong thái nó toát ra từ sâu thẳm của nội tâm thì nó lại có thể phải có từ những cái trải nghiệm rất là nhiều của người phụ nữ, và nó toát ra cái sự hấp dẫn khó là cưỡng lại được. Những người đàn ông cao niên họ đã nói rằng một cô gái có thể làm cho người ta mê, nhưng một phụ nữ từng trải mới làm cho người ta chết. Thì khi tuổi xuân ngắn ngủi qua đi thì cái lớp phấn son nó đã nhạt nhòa, và khi nhiều cái nếp nhăn ngoặc đơn ngoặc kép đã hiện lên trên khóe miệng, hoặc là những vết chân đi của con chim nó đầy ở trên khóe mắt ấy, thì bạn vẫn có thể tự hào rằng bạn là một phụ nữ đẹp. Kỳ thực thì cuộc sống chính là sự trải nghiệm của cái nội tâm sâu thẳm của mỗi con người. Thời gian chính là cái lớp phù sa nó bồi đắp mỗi ngày cho cái vẻ đẹp ấy. Nếu có một tâm hồn đẹp, bạn sẽ là người phụ nữ cuốn hút và sánh cùng thời gian. Người Pháp có cho rằng bạn phải có những cái dấu ấn minh chứng rằng bạn đã từng trải nghiệm, đã từng lĩnh hội những cảm xúc thăng trầm trong cuộc sống thì mới được coi là một người phụ nữ cuốn hút và giàu sức sống. Nếu có thể sống với cái quan điểm trên thì những cái nếp nhăn ở trên khuôn mặt hay là những vết rạn ở trong tâm hồn đều là những điều tốt đẹp đáng trân quý. Cho nên sáng nay Hải cũng rất là vui khi mà tình cờ đọc được cái tâm sự vừa hài mà vừa sâu của tiến sĩ tâm lý Tonya, khi cô ấy nói vui về cái đứa con trai của mình rằng là khi mẹ đang chỉnh áp để điều chỉnh cái vẻ cái dung nhan của mình, một người làm về truyền thông á, cho nó quyến hút hơn, thì cái chàng trai nhỏ này mới nói rằng má má, con thấy ở trong cái áp này nó làm cho da mặt má mịn màng, không có một cái nếp nhăn nào, nhưng mà con nhìn nó con không thấy đẹp bằng má ở bên ngoài. Ở bên ngoài má nhăn hơn nhưng mà nó lại sống động hơn. Vâng, thì điều này khiến cho tiến sĩ tâm lý Linh Trang cũng lại nói vui rằng ô, vậy thì cái chuyên đề rằng là những cái nếp nhăn mà mang lại cái vẻ đẹp của cuộc sống có thể bắt đầu được rồi đấy. Vâng, thì tình cờ cái status của Tonya và lời nhận xét của Linh Trang nó rất là trùng hợp với cái quan điểm của người Pháp về đẹp, vẻ đẹp trần gian của người phụ nữ. Và nếu chúng ta có thể sống được với cái quan điểm đấy thì mắc mớ gì chúng ta phải quá sợ hãi những cái nếp nhăn ở trên khóe miệng, trên gương mặt hay là những cái vết rạn ở trong tâm hồn, quý vị. Và cái người Á Đông của chúng ta thì lại khác đấy nha. Người Á Đông thì thích những cái ngôi nhà đẹp, thích những cái vật dụng mới tinh và hoàn mỹ. Nhưng người Pháp á, thì ngược lại. Người Pháp họ thích những căn nhà cũ, những căn nhà cổ, những món đồ cũ, bởi lẽ chúng có một chút ngổn ngang hoài cổ. Chúng mang trên mình những vết xước của thời gian. Đôi khi chúng còn bị va đập làm cho bị biến dạng, bị méo mó đi nữa chứ. Cái ngôi nhà cũ ấy, cái đồ đạc cũ ấy, nó mới mang theo những dấu ấn của cuộc sống. Nó toát lên cái hơi thở thâm trầm của thời gian và đong đầy những cái ký ức buồn vui của chủ nhân của chúng. Và dẫu chúng không khoác lên mình những cái tấm áo bóng bẩy, mỹ miều, nhưng chúng có cái tâm hồn biết khóc, biết cười, biết thổn thức và yêu thương. Vậy nên, đối với người Pháp, ấy, một cái vẻ đẹp không tì vết thật là một điều vô vị ạ. Vì thế thì thưa quý vị, khi nói đến cái chủ đề quyến rũ và lẳng lơ này thì Lan Hải thấy là dường như nó mang đến cho chúng ta cái sự tự tin, nhất là chúng tôi, những người phụ nữ đã trải qua cái quãng thời gian xuân thì và thanh xuân, một thời gian dài chúng ta đã có một cái câu nó trở thành hiện tượng mạng ấy, thanh xuân như một tách trà ấy. Thì cái tuổi thanh xuân đã qua đi rồi thì còn lại ở những người phụ nữ đầy trải nghiệm, đấy chính là cái sức hấp dẫn của sự tinh tế, của những cái kiến thức, của sự làm giàu có phong phú của tâm hồn mình, của cái hạnh phúc tự thân, cái hạnh phúc tự mình mang đến cho mình, chứ không phải đặt nặng ở
phải dựa vào một người khác, một cái từ quen thuộc là nương tựa vào ai đó, hay là có thể phải tự củng cố cái sự tự tin của mình bằng cách là nói rằng là phụ nữ đẹp nhất là khi không thuộc về ai. Không, cái niềm hạnh phúc tự thân nó làm cho người ta thấy tự tin về chính mình. Họ biết chăm sóc bản thân sao cho nó dễ coi nhất, họ biết khoác lên mình những cái bộ cánh như thế nào cho phù hợp với nơi đến, cho phù hợp với đối tượng của mình, cũng như là họ sẽ biết là tỏa ra những cái sự thu hút cần thiết khi tiếp xúc với người khác, cho dù đấy là người cùng phái hay khác phái. Họ cũng biết có những cái sự thú vị, dí dỏm, hài hước, hoặc là kể cả những nỗi buồn mà họ có thể tiết chế, họ có thể chia sẻ với ai đó. Vâng, và những người như thế thì đúng là xứng trở thành một bậc hồng nhan tri kỷ với người khác. Và Lan Hải cũng đã từng tiếp xúc với những người phụ nữ dễ mến như thế, và họ đọng lại trong mình một cái sự vừa ngưỡng mộ, vừa vị nể và vừa thấy tha thiết nữa. Vâng, đừng nói rằng là phụ nữ không yêu phụ nữ nhé, mình thấy vừa mến vừa nể, vừa phục mà vừa bị thu hút bởi người phụ nữ đó. Thậm chí trong lòng còn nhen nhóm lên ý nghĩ là ước gì mình được như cô ấy. Vâng, và tôi cũng thấy những người đàn ông có giá trị thì họ đánh giá cao cái sức quyến rũ này. Một câu hỏi khác, khi mà Hải chuẩn bị làm cái chủ đề này thì có một chị đã nói rằng là thế em đã thấy sống 10 năm trong hôn nhân và em cảm giác là bọn em đã quá cũ và biết hết rõ bài của nhau, mà em cũng không biết phải thay đổi cái cuộc hôn nhân của mình như thế nào để có thể lôi kéo được ánh mắt của chồng, để có thể khiến cho anh mở miệng ra khen vợ một câu, hay là làm cho ấm áp nồng thắm hơn cái chuyện của phòng xe chuyện của phòng the. Vâng, thì Lan Hải nghĩ rằng là vâng, cái sự quyến rũ nó không hẳn là bẩm sinh đâu. Có những cô gái sinh ra đã đẹp rồi, ngay từ hồi mẫu giáo đã được cô giáo chủ nhiệm thương, đã được các bạn mến, rồi gặp đâu ở ai người ta cũng tấm tắc khen đẹp quá. Nhưng mà Hải cũng thấy có khá nhiều em rất là đẹp từ hồi mẫu giáo hoặc là phổ thông, rất là rực rỡ, nhưng mà sau 15 năm, 20 năm quay lại họp lớp á, thì cô ấy trở nên rất nhạt nhòa, thậm chí nó không gây được một cái dấu ấn gì, một cái ấn tượng gì, bởi vì cái duy nhất mà cô ấy có chính là sự trắng trẻo, bụ bẫm, đáng yêu, hoặc là cái sắc đẹp trời cho. Nhưng mà khi mà thời gian qua đi thì cái điều đó nó cũng có thể phai nhạt dần. Ngài còn nhớ có một cái câu khá hay, đó là cái món quà đầu tiên mà tạo hóa ban tặng cho người con gái, đấy là sắc đẹp. Và đấy cũng chính là thứ đầu tiên mà tạo hóa lấy đi ở người đàn bà. Vì thế thì nếu mà cái sự quyến rũ chỉ dựa trên cái nền tảng duy nhất là cái hình thức bên ngoài và trời cho ấy, thì nó nhanh tan lắm. Cho nên là với cái người phụ nữ mà họ muốn chinh phục chồng lại một lần nữa thì Hải nghĩ là nó vừa khó vừa dễ. Bởi vì là nó khó là ở chỗ là một quyển sách đã cũ, từ cái bìa đến cái ruột bên trong người ta đã thuộc lòng rồi, thì cũng khó mà kêu họ quay trở lại háo hức đọc từng trang từng trang. Nhưng mà cái dễ ở đây là các bạn đã có 10 năm tình cũ, đã hiểu với nhau rất là tỉ mỉ, cụ thể cả cái vui lẫn cái buồn, cả cái xấu lẫn cái tốt, cả cái nhược điểm đáng ghét, thì bạn phải hơn hẳn những cái người mà người dưng, người lạ mà chỉ cuốn hút anh ấy từ cái vẻ bên ngoài thôi chứ. Bạn là người rõ trong mình nhất mà, thì từ cái người mà rất rõ hiểu về nhau ấy, biết người ấy thích gì, ghét cái gì, thì mình đánh đông trúng đấy mới đúng chứ. Vâng, thì bạn có thể thay đổi nhiều thứ lắm. Chúng ta không thay đổi được hôn nhân, chúng ta không thay đổi được con người của mình, chúng ta không thay đổi được, chúng ta không cải đạo được, không thay đổi được trình độ hay là quê quán, không. Nhưng mà cái mà dễ thay đổi nhất chính là sửa nét ấy ạ, sửa nét và cái hình thể. Người Pháp nói rằng là cái dễ đổi thay cũng như là hình thể. Hình thể có thể là bạn làm cho nó tròn trịa hơn một chút nếu bạn đang quá gầy gò,
bạn cũng có thể làm cho săn chắc hơn nếu như bạn đang phì nhiêu, có thoải mái, bạn cứ kiểm soát được mà. Có những người nói rằng là trời ơi, tôi chỉ hút không khí tôi cũng béo. Không, hãy tin rằng là kể cả bạn béo như thế thì cái việc mà bạn thay đổi cách ăn mặc, một chút cái sự chỉnh đốn lại mái tóc, hay là cái cách mà chọn màu sắc, chất liệu, kiểu dáng quần áo, nó cũng làm cho bạn cân điêu, làm cho bạn ngụy trang được tốt đấy chứ. Cái thứ hai nữa là kể cả cái việc chồng bạn không nhìn bạn bằng mắt nữa thì anh vẫn có thể cảm nhận bạn bằng mùi hương, hoặc là bằng cái sự đụng chạm, hoặc là bằng cái giọng nói, bằng cái sự quen thuộc. Thì có những người phụ nữ họ chẳng may bị cái dòng khàn đục, giọng the thé, hay là cái ngôn ngữ nó hơi đanh và sắc đến nỗi mà chồng nghe thì cứ giật hết cả nảy, thì cô ấy có thể luyện lại cái giọng của mình bằng cách mỗi ngày đọc vài trang, bằng cách là điều chỉnh hơi thở, bằng cách là phát âm cho nó tròn vành rõ chữ, bằng cách hạ cái âm lượng của nó xuống sao cho nó vừa đủ nghe chứ không quá chói tai hoặc là nó nhức nhối quá, bằng cách là thay đổi bằng những ái ngữ, những kính ngữ, chúng ta có thể làm được mà. Chúng ta không nói những cái từ quá mệnh lệnh, hoặc là những từ cộc cằn, thô lỗ, hoặc là mở miệng ra là chỉ trích, là buộc tội, hoặc là tấn công người khác. Thì bây giờ mình có thể chuyển sang một cách rất là tích cực, dùng ái ngữ. Thế rồi phụ nữ có thể làm ngơ cho chồng một chút, từ cái chuyện mà anh ấy có thể hơi lôi thôi, anh ấy hơi lười biếng, hoặc là anh chỉ mải việc, hoặc là thậm chí mải chơi. Thì chính những cái phần thưởng ấy, nó có thể thay đổi được một người. Hải cảm thấy có một chị cứ được khen là quyến rũ Hải á, mà thực ra chị là một bà nội trợ thuần túy. Chồng chị cứ bảo là bà xã tôi là thật đấy, số 1 luôn ấy. Thì Hải mới phát hiện ra là thỉnh thoảng thì chị vẫn nhờ chồng đi chợ. Và anh chồng đi chợ hồi đầu thì cũng rung, thế cho nên là thường là về khai bớt tiền đi để vợ khen là biết đi chợ, là giỏi này kia. Nhưng mà không, ngay cả khi anh ấy mua những cái món đồ không được ưng ý lắm thì cô vẫn lao ra và ôm lấy chồng, và khen tấm tắc là chỗ chồng mua cái này là được đấy, chúng mình làm món này ha, hay là anh có thấy ăn thích món gì để em làm cho, vân vân. Thế rồi khi mà chồng làm việc nhà thì cô ấy cũng đi theo cô phụ, hoặc là cô làm việc khác, và luôn luôn có sự ghi nhận, chứ không cứ làm mà cứ chê, làm mà vẫn không hài lòng thì nó sẽ dập tắt ngay cái ý nghĩ này, cái sự cố gắng của anh ấy. Thế rồi cô ấy có thể là không dùng những loại nước hoa đắt tiền đâu, nhưng chỉ cần một cơ thể sạch sẽ thơm tho. Chưa bao giờ cô mặc cái bộ đồ nấu bếp mà để ra bàn ăn, mà bao giờ cô cũng tắm sơ một cái, cô thay sang bộ đồ khác nhẹ nhõm hơn, tươi tắn hơn. Và cô cũng không mặc bộ đồ ở nhà để lên giường, hoặc cô cũng không mặc bộ đồ mà ngủ để đi ra đường. Tất cả cái điều đấy làm cho cô ấy trở thành một người phụ nữ đoan trang, và cô vẫn dành cái sự quyến rũ ấy cho chồng mình. Nó nhiều lắm, rất nhiều bạn gái của Lan Hải đang ở trong cái trang 8 cuối tuần này, thì cũng có những cái chiêu riêng rất là dễ thương. Nó có thể đánh vào các giác quan của con người, mắt nhìn, mũi ngửi, tai nghe, tay sờ, lưỡi nếm, và cả cái giác quan thứ 6 rất là bén nhạy ở những cái người mà đã từng trải. Và đấy, cái giác quan thứ 6 chính là khi người ta đánh vào cái cảm xúc, vào cái con tim, vào cái ký ức của cái người kia. Hãy thấy là có những người họ yêu thích cái món ăn của mẹ họ nấu, và người vợ tế nhị thì không đối đầu với mẹ chồng đâu, họ sẽ trở thành cùng phe với mẹ chồng, và họ sẽ cố gắng học cái món ăn ấy để mà lôi cái người đàn ông của mình về với những tuổi thơ ấu, về những cái lúc mà trong trẻo nhất. Hoặc là khi Lan Hải thỉnh thoảng được mời ở đây ở kia, được mọi người mời đến nhà ăn cơm, thì họ có nói là bác sĩ thích ăn món gì, thì Lan Hải rất là khôn nhá. Lan Hải luôn nói rằng là thế chồng bạn thích ăn món gì nhất, thì người phụ nữ sẽ nói ngay thôi, anh ấy thích ăn món đó đó. Thế thì Hải luôn xin là thế thì Lan Hải cũng rất là thích hôm nay chị đãi tôi món đó, bởi vì Hải biết là trời ơi, chồng họ mà thích ăn thì họ phải là người nấu giỏi cái món đó rồi. Và hôm đấy có một vị khách của vợ đến chơi mà lại nấu trúng cái món của chồng thích, thì ba người chúng ta
và cả gia đình nữa, nó có cái niềm vui, nó có cái sự đồng điệu, nó có cái sự thoải mái, và người chồng sẽ sẵn sàng khen tặng vợ trước mặt cái người khách quý, hoặc là người khách cũng có thể là vô tình cũng lại tấm tắc khen cái tài của bà nội trợ. Và đấy thì chứng tỏ là bà đã quyến rũ được chúng tôi rồi. Và tôi nghi rằng là tình yêu của phụ nữ cũng đi qua dạ dày hay sao ấy. Và vì thế thì thưa quý vị, lẳng lơ và quyến rũ là cái điều mà phụ nữ vẫn cứ hay tự hỏi liệu mình đã bị quá cái giới hạn của sự quyến rũ chưa, liệu mình có bị phê phán là lẳng lơ hay không, hay là trở nên mất nét như thế này. Vâng, thưa quý vị, bạn có thể không phải là ai trong hai người đấy, bạn có thể không lẳng lơ, bạn cũng không quyến rũ, bạn là một người trung dung giữa hai cái khái niệm này, hai cái biểu hiện này cũng chả sao. Bạn có sự hấp dẫn riêng, bởi vì lần này thấy có những người họ rất là trầm lặng, có những người thì họ rất là sôi nổi, có người lại khá là giàu nam tính, có người khác thì cực kỳ hoạt bát, đầy sáng kiến, có những người thì lại rất là thụ động, nhút nhát, nhưng mà lại là một cả một bầu trời tình cảm. Thì mỗi người phụ nữ chúng ta sẽ có cái nét hấp dẫn riêng, và chính cái điều đấy mà bạn biết cho rồi, bạn biết đấy là thế mạnh của bạn ấy, thì bạn đã là một người phụ nữ quyến rũ trong mắt người thương của bạn rồi. Vâng, và thời gian của Lan Hải đã hết, 30 phút đã trôi qua rất nhanh, và Lan Hải cảm ơn sự quan tâm của các bạn fan hâm mộ của 8 cuối tuần. Xin cảm ơn và chúc quý vị một cuối tuần vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình sau ạ.